Món ơi, Hả? anh bảo có muốn nhận kim cương miễn phí không? Đâu? Đây này, con nhìn thấy phô cùng phát quà bên góc này không? Ồ. Đấy, Đâu đâu nếu đâu vào đi. từ từ điện thoại và máy tính giống nhau mà ấn vào một cái là nhận kim cương luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi ấn vào chúng ta nhận được ít kim cương lắm. Em có nhìn thấy là vòng quay dỗ tổ Hùng Vương 19k này không? Em quay 3 lần nhá là em sẽ tích điểm để em nhận quà từ cái đấy. Đây. Đây thử quay nhá, nhưng mà cái này dựa vào may mắn thôi. Lần đầu hai quay 2000 kim cương này, từ từ quay chơi chơi thôi để tích điểm cho cái nhận quà mà lại được 2000 kim cương. Còn hai lần quay nữa, quay đây rồi, đây rồi, lại 2000 kim cương, quay phát nữa xem sao. Ui thôi ôi, 19.000 kim cương. Từ ảo thật đấy. Điều đấy không quan trọng là chúng ta phải nhận quà miễn phí. Đây chúng ta quay lại trang chủ. Đây rồi, bây giờ 1, 2, 3 cùng ấn nhá. 1, 2, 3. Ui trời ơi. Wow, 15k kim cương. Yeah. Đó, em biết tại sao không? Bởi vì mình tích điểm ấy. Mình tích 3 lần quay của vòng quay tổ Hùng Vương. Nhưng mà bởi vì ấy, anh bảo này, nếu mà em ấn luôn vào thì em nhận được ít kim cương, nhưng mà cái này dựa vào may mắn của anh. Đó. Ok, đến nhá. Bây giờ rút kim cương đây. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là nước mắm đẹp dai mã số 02 đến từ Dubai anh em ơi. Thì hôm nay sẽ là một trận đấu giữa Cela và Abu, cùng với đó là LTL cùng một tem kèo 1-2. Thì nói chung là hôm nay tôi sẽ thử thách làm một bình luận viên xem sẽ như thế nào. Thì nói chung là hôm nay tôi chỉ mong là các bạn bấm like thật nhiều lên. Và đố các bạn bấm like bằng cái lỗ tai. Đấy, lỗ tai thì hơi là khó luôn các bạn ạ. Thì dạo gần đây mình khá là ít ra clip bởi vì mình mới đi từ miền Nam về, cho nên là hơi bị mệt, nghỉ 5 ngày rồi. Hôm nay ngày thứ 6 mới ra được clip. Thì cũng mong các bạn ủng hộ mình đăng ký kênh, bật cỏ chuông để mỗi khi ra video sẽ hiện thông báo nha. Còn bây giờ thì trận đấu xin được phép bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu 1v2 của Cela. Thì chúng ta đến với map đài quan sát. Đây là vị trí của Abu. Thì tên quân đoàn của anh ta mới đổi thành ST, không biết là gì, như là bốc star hay sao ấy. Còn đây là quân đoàn gầm cầu, đội trưởng LTL. Và đây là Cela 1-2. Liệu anh ta có thể cân được hai đối thủ đáng gờm không? Thì đây là Cela thật nha các bạn nhé, đừng bảo fake. Nói chung là đây là hai người em của mình, trong đó có LTL và Cela, cùng đó là người anh Abu. Đây là vị trí của Cela. Cela tung vào những quả keo đầu tiên mà bị mất đi cho mình, đó chính là 40 máu. Cùng với đó là Abu đang làm gì đây? Abu đang không cầm súng. À, Abu thao tác hơi chậm một chút. LTL ke này. Cela, Cela làm gì đây? Ui rồi ôi, Cela thao tác vẫn khá là cực, chắc là tuyển su ngồi quấy. Ui ôi, vào đầu luôn kìa. Quá hay cho Cela luôn. Abu lúc này chỉ còn lại là Abu thôi. Mà mỗi lần Cela chơi game là tuyển su hay đứng cạnh trêu trêu. Ui ôi, gớm vậy. Và đó là Cela. Vâng, anh ta sở hữu cái thao tác tay phải nói là cực kỳ nhanh luôn. Vâng, và đây là trận đấu thứ hai, và map đầu đó chính là map doanh trại. Thì LTL và Abu đã thua 1-0 rồi. Thì Cela bắn khá là hay, rất là tốt, một người có kỹ năng xử lý khá là hay. Nói chung là Cela rất là đáng ngưỡng mộ các bạn ạ. Cela có kỹ năng bắn rất là tốt luôn. Ôi trời ơi, được đấy, LTL được đấy, được, thằng này khá, đúng là đàn em của anh Đức Mõm đẹp trai. À, sau đây mình sẽ giả giọng của Cela nhá. Quầy nhà sau đây Cela sẽ bật cái bảng hắt, đó chính là bảng hắt tuyển xù đó. Rồi, Cela đang ngắm vị trí của ai chạy ra đây. Thì anh Abu đang chạy ra, mất cho mình là 18 máu, cầm theo đó là Alok. Ui rồi ôi, LTL sao lại cầm Skyler, trời ơi, cầm Skyler thế này thì công bằng ở đâu. Cùng với đó là Cela chỉ cầm cho mình là kỹ năng Alok. Rồi, thì LTL dạo gần đây đang làm những cái kiểu content siêu nhân ấy, cho nên là không có tập luyện nhiều, khéo bắn thua trận này anh em ạ. Tôi nghĩ trận này Cela sẽ chốt tầm 73 hoặc là 75. Rồi, Abu đang đối đầu với Cela. Cela cầm cho mình là cái UMP và đã lốc được Abu rồi, rất là hay. Ui giỏi ôi LTL, mà sao hôm nay thằng LTL nó bắn hay thế. Trời ơi, không ngờ là LTL lại bắn như vậy luôn đấy, quá tốt, cho mày một like đấy. Và tao cũng tố cáo mày luôn, thằng này đùa anh em chứ, thằng này bắn dạo gần đây cũng hay đấy. Rồi, đây là vị trí của Cela, vẫn là một cây UMP thôi. Liệu anh ta là có thể là lên tỷ số lên là 2-2 không, chúng ta cùng xem nhá.
Rồi, chúng ta cùng hướng mắt lên cái mắt đấu thứ tư. À thứ ba quên. Thì đây là mắt đấu tháp đồng hồ. Chúng ta sẽ cùng xem Abu xử lý như thế nào đây. Hiện tại tôi thấy thao tác tay của anh Abu khá là chậm. Nói chung là không được như ngày xưa. Do gần đây anh ta đang sở hữu những cái bộ phim phải có nói là Hollywood và đạt những cái giải lớn như là Cánh Diều Vàng. Và nói chung là anh Abu là một đạo diễn phim rất là hay. Cho nên là cũng cho một like đấy. Đấy, tôi vừa cho một like này. Rồi, đây là vị trí của Sela. Sela đang căn ke vị trí của Abu. Abu đã mất đi cho mình là 83 máu. LTL nhảy ra sấy. LTL đã mất đi một lửa cây máu. Abu lao đến. Abu đã phải nằm xuống. LTL đang làm gì đây? Lúc này LTL đang đặt keo để hồi máu với kỹ năng Skyler. Thì không công bằng cho Sela một chút nào luôn đấy. Rồi, Sela lúc này chắc là nhảy lên người Abu. Đấy, tôi đoán chắc luôn là bởi vì tôi biết là Sela có một cái bộ lão phải gọi là logic. Đấy, chơi game rất là hay luôn. Xử lý cũng rất là bình tĩnh nữa. Sela mất đi 16 máu. LTL đặt keo lúc này cũng vừa đủ hồi máu xong. LTL sấy đi đâu ấy, sấy vào không khí. Rồi LTL đang khá là hoang mang, phải cuốn keo tròn lại. Nhưng mà mỗi lần cuốn keo của anh ta thì sẽ hồi một lượng máu rất là nhiều. Lúc này Sela chỉ mất đi 21 máu. Sela đang làm gì đây? Abu đã bị gạt giò rồi. Nói chung là trận này không được cứu. 1 cân 2 mà. 1 viên vào đầu rồi. Chỉ 1 viên vào lỗ đít nữa thôi. Thôi, Sela cho luôn 2 viên vào lỗ đít. LTL đã phải nằm xuống. Quá là hay cho Sela luôn. 2 đều. Rồi, đây sẽ giao đấu thứ 5. Và map đó chính là xưởng cơ khí. Sela bắn one shot luôn. Trời ơi, những cái pha one shot như này tôi là phải cởi cái kính ra anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ nhìn ngắm cái gương mặt đẹp trai của bình luận viên Đức Võ. Sela xử lý rất là nhanh. Sela xây vào đầu. Rồi, mất đi khá là nhiều máu. Ui rồi ôi, cái gì đây? Anh ta đã bắt nhịp được cái trận đấu rồi. Và đây là câu nói của anh bình luận viên Việt Thắng. Tôi chỉ copy theo thôi. Thì anh em đoán xem trận đấu này ai sẽ chiến thắng thì comment ngay bên dưới nhá. Đừng có tua nhá. Phải xem hết để biết ai thắng nhá, chứ đừng có tua. Sela bắt cua. Bắt cua. Quá hay luôn. Sela đúng là một người thủ lĩnh vĩ đại. Một cây, một tay súng cừ khôi. Sau đây tôi sẽ truyền cho Sela một cái năng lượng gọi là phun đỏ bắn ra đạn vào đầu. Acetamo Colosicapalacale Sikile Sela. Sela. Sela Silencio. Sela. Rồi, tôi đã truyền xong một cái năng lượng vô cực bắn phun đỏ, thấy chưa? Em thấy không? Hai viên vào đầu là đã phải nằm xuống, cộng thêm mấy viên vàng thì gọi là cho đẹp mắt thôi. Để chứng minh rằng Sela không hề sử dụng phần mềm thứ ba. Rồi, tiếp theo là LTL. Sela Kataskalo Bukise Neskulamitskalo. Tôi đang bình luận bằng tiếng Thái Lan cho nên là anh em không hiểu thì có thể lên Google dịch nhá. Kopsumokolom Bukise. Không được rồi, tôi phải đeo cái kính vào rồi. Bởi vì mỗi lần tôi đeo kính là Sela bắn rất là hay. Rồi, hãy lấy nguồn năng lượng của Ruốc. Ruốc ơi, hãy nhập vào Sela thằng em của con. Và hãy giúp nó thắng trận này. Sela cần xin mấy cái lệ. Giúp hết rồi. Bất kỳ giúp mấy cái lệ. Quá là hay từ vị trí của Sela. Rồi, và đó là chỉ còn lại LTL thôi. LTL nào đến. Và anh ta chạy thẳng như này. Liệu đường đạn có dính ghim vào đầu không? Lúc này Sela đang cố quấn bình máu. Lần lần chỉ còn lại 60 máu. Nhưng mà anh ta đặt Skyler lên hồi được một lượng máu rất là nhiều. Sela đang bắt cua. Rồi, bình tĩnh nào em. Sokolo Pocket Skyler Pocket Skyler. Sela vẫn đang bắt cua. Ui, Sela có một cái lối bắn gọi là nhảy lên những cái quả keo. Thực sự là rất là bắt mắt luôn. Và tôi sẽ học hỏi những cái kỹ năng này. Kỹ năng anh ta mang từ Ấn Độ về. Ui, Skyler Sela. Rồi, Sela đã nâng tỷ số lên là 4 đều anh em ơi. Abu còn rất ít máu nhưng anh ta vẫn hổ báo lao lên. Đây gọi là Sela mà còn xông pha hiến máu đấy bà con ạ. Rồi, Sela. Rồi, lúc này Abu đã phải nằm xuống. Sela bắn quá là hay luôn. Chúng ta thôi, cố gắng lên em, cố gắng lên em. Ui, hay. Hay lắm, hay lắm. LTL. LTL, ui xa. Ghê quá nhở. Hay. Nói chung là anh không like cho mày nữa. Ôi, không có lút hủy like em ạ. Thằng này phải tố cáo lần nữa. Lần này là các pha bắn one headshot không bình thường, cộng với đó là sử dụng bình cứu thương di chuyển. Thằng này nó còn di chuyển bất thường nữa. Với cả thằng này tôi thấy nó vừa chạy xuyên keo. Đấy, tôi sẽ tố cáo nó luôn. Tố cáo tí để bay lick. Đấy, tôi sẽ tố cáo nó là rời trận. Đấy, rồi, gửi thành công. Rồi, lúc này Ngamu đang làm gì đây? Từ tôi xem Ngamu nào, tôi sẽ tố cáo Ngamu tội gì nhỉ? Tên không hợp lệ. Đấy, tên người Việt Nam đặt tên là Abu. Bên kia là cả hai người đều mang bông keo giống nhau. Tên khá là mất tập trung.
nếu là tôi trong trận đấu này tôi cũng không hiểu là hai thằng địch sau đặt keo giống nhau như này lần ra thằng nào được. Nói chung là rất là khó, rất khó chịu luôn. Cela vai LTL đã phải chồng đít lên trời và hận đời vô đối. Ok, tôi là một bình luận viên không hề tấu hài nên anh em đừng có cười. Úi giời ơi, ghê quá, quá ghê luôn. Được được em ơi, chết cha mày, tao tố cáo mày. Tố cáo gì nhỉ? Hành động không chuẩn mực. Thằng này từ chối hợp tác bởi vì thằng này nó không hợp tác với tôi. Tôi bảo nó bắn phun vàng mà nó đi bắn phun đỏ, không hợp tác là tôi tố cáo. Rồi, tí tối nay mày bay à. Hai ông kia bắn đã hơn người rồi lại còn tí lúc. Uầy, quá hay. Chúng lại cùng xem nào. Uầy, cố lên em ơi, cố lên em. Rồi, cố lên, hay. Bột lại cho Sila. Và clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích mình làm bình luận viên thì hãy cho mình một like cũng như đăng ký kênh và bật quả chuông nhá.